Lỡ anh trả rồi thì thôi, thì mai mốt em rủ anh ăn hủ tiếu uống cà phê cho nó huề. Mà em bảo nó thế rủ bằng niềm tin này, thế rủ bằng cách nào? Em bảo thì cho anh số điện thoại đi rồi mai mốt mình rủ sau. Thì lúc đó vợ em mới cho, anh ơi tối anh qua ngủ chung với em nha. Thì mình nói ủa sao con này nó kỳ nhỉ, mới có biết không mà nó rủ mình ngủ chung. Không biết có vấn đề gì không hay là mình cứ nói chung đống mò đống nọ đống già đống non á. Thì tối nó qua chợ đi chơi thì tranh thủ về sớm để mà ngủ chung. Thì đang ngủ nửa chừng á thì là cô Bì nó mày đây á, bảo em chạy đi mua thuốc. Thì lúc đó cũng tầm 11-12 giờ á, thì không ai bán thuốc hết trơn á. Thì bắt đầu chạy về là giờ không ai bán thuốc, cái sao em bởi em bảo người quê á thì người ta bảo là bị thế này thì cởi đã hết cái đồ mà chấm 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 cho nó hơi nóng lên, chấm cho nó bớt ngứa thôi. Thì em bảo vợ anh để anh chấm cho, sắp cưới rồi mãi mấy không cho, bực mình. Thế bữa đó mình cố mở phim tình cảm cho xem cho nó cho mất đi cái lý trí đấy. Thế rồi có thực hiện được cái mưu đồ không? Còn được chị ơi. Được không? Được không? Được. Rồi được kìa. Dạ, em chào anh Quốc Thịnh và chị Hồng Vân và toàn quý vị khán giả. Em là Đức, năm 29 tuổi, em làm thợ kim hoàn. Đức đang làm việc ở đâu? Dạ em làm việc quận 12 luôn anh. Quận 12. Dạ. Còn em? Dạ, xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thịnh và tất cả các vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Hằng, em năm nay 28 tuổi, quê em ở Thanh Hóa, hiện tại em là giáo viên mầm non. Em dạy quận mấy? Em mở một nhóm trẻ nhỏ ở nhà. Đức và Hằng, hai em làm sao mà gặp được nhau và yêu nhau? Tối đó em đi ăn hủ tiếu, thì lúc đó em tới quán hủ tiếu trước á, thì em ngồi em ăn, thì em cầm chai tương ớt á, nó bị hết rồi, em ngồi em bóp, cứ nghe tiếng bịt bịt. Thì lúc đó vợ em với thêm một cô bạn nữa thì ngồi kế bên, cô bạn thì không nói cái gì hết trơn, vợ em thì nói thanh niên gì đâu vô duyên. Thì cái tiếng nó phát ra dạ. Cảm quá. Dạ. Em ăn xong á thì em ra em tính tiền, em trả tô em mới luôn hai tô kia. Em trả tiền xong thì em không có về, em ra em ngồi lại đó. Lúc hai cô này chưa tính tiền á thì chị chủ quán chị bảo anh trai kia trả rồi. Thì vợ em mới bảo là ủa anh ơi mình có quen biết gì đâu mà tại sao trả hủ tiếu cho em. Thì em bảo ôi có hai tô hủ tiếu nhiêu đâu, trước là sao quen mà. Thế vợ em cũng thấy ngày ngày, thì vẫn bảo lỡ anh trả rồi thì thôi, thì mai mốt em rủ anh ăn hủ tiếu uống cà phê cho nó huề. Mà em bảo nó thế rủ bằng niềm tin này, thế rủ bằng cách nào? Thì em bảo thì cho anh số điện thoại đi rồi mai mốt mình rủ sau. Thì lúc đó vợ em mới cho. Sau đó có số điện thoại thì em là người chủ động nhắn cho anh hay là không? Anh đó là người chủ động nhắn cho em á. Nhưng mà em ấn tượng thế nào về chồng của em? Lúc đó chung là em chỉ nghĩ là anh này vô duyên quá. Vô duyên quá à? Người kỳ cục, chung là chưa có một chút ấn tượng gì hết ạ. Đi số điện thoại thì cũng nghĩ là thôi để lấy điện thoại mai mốt rồi rủ anh đi ăn một chầu, rủ tất cả các bạn cùng đi ăn cho một vú cho chừa đi. Thì với một thời gian này anh nó rủ đi ăn nhưng mà lại nói dối em đấy là hôm nay anh đi ăn với bạn anh đông lắm nên là em một mình em có đi với anh được không? Thế nhưng mà em đi không dám đi xa nữa. Xa thì em không đi đâu, nếu mà gần thì em đi. Thì lúc đó cũng gần nhà, thế em đi thì ra đó không có ai hết, chỉ có một mình anh đó với nhiều chiêu vậy. Em biết cô mấy cô này cứ rượu điền cái là rượu cả đám á. Không có đấy. Sau cái đó thì bao nhiêu lâu thì yêu? Tầm lâu lắm, 3 năm sau mới chính thức yêu. 3 năm lận hả? Mà lý do tại sao? Tại lúc đó thời gian em còn học á, cho nên là em chưa có cái định yêu, với lại cũng chưa nghĩ anh này, nói chung là cũng chưa phải là một lý tưởng yêu của mình, cho nên mình cũng chưa có muốn. Lúc đó cũng nhiều người theo đuổi nữa. Tức là em đang chọn lựa. Dạ. Đợt đó là em ở trường thì em có bị bệnh, thì anh cũng nhắn tin nhiều lần cho em không biết. Thì anh nó sợ em xảy ra chuyện gì á, mới gọi điện cho em có nghe máy mà anh ấy bảo là sao anh nhắn tin nhiều cho em mà không thấy em trả lời, em có bị sao không? Thì em mới bảo là em đang mệt lắm. Anh mới bảo là thôi mệt thì nghỉ đi. Thì cũng nằm nghỉ khoảng 30 phút sau thì chuông điện thoại lại reo. Nhìn vào số, trời ơi người kỳ cục đã biết nói là mệt rồi cứ gọi hoài. Trong lòng mình nghĩ mình nói vậy á. Xong em nghe điện thoại thì anh bảo là em đi ra ngoài trước cổng trường đi. Anh lúc đó thì trời mưa to lắm, trời đang mưa to này, anh gọi em ra ngoài trước cổng trường làm gì? Thì em cứ ra đi, anh đang đứng ngoài đây. Em bảo ủa trời mưa to này mà anh tới làm gì? Thế em đi ra thì anh đã cầm trên tay 2 lốc sữa với một bịch cháo, với bảo em là với 2 ngày thuốc, 4 liều thuốc á, thì bảo là em vào ăn cháo đi rồi uống thuốc cho khỏi bệnh. Anh đi về thì vào trong trường thì mấy chị kia bảo trời ơi bạn trai nó ga lăng quá mà đẹp trai nữa. Lúc đó mình cũng ấn tượng vì trời mưa to gió mà anh nó làm lại tút trên kia là xa lắm. Mà đi tới chỗ trường em mà phải hơn 30 phút, mình cũng ấn tượng như vậy đó, rồi sinh ra tình cảm. Lúc đó là đâu thấy ông phiền phức nữa đâu, mà rất là cảm động. Cảm động. Sao em? Dạ. Sao tiếp theo là gì nữa? Thì lúc mà tụi em đang quá trình mà quen với cũng sắp là yêu á, thì bữa đó là cô là đi về quê ăn Tết, thì là cô vào trước. thì cô mới nói với em á là anh ơi tối anh qua ngủ chung với em nha. Thì mình nói ủa sao con này nó kỳ nhỉ, mới có biết không mà nó rủ mình ngủ chung, không biết có vấn đề gì không hay là mình cứ nói chung đống mò đống nọ đống già đống non á. Thì tối nó qua chợ đi chơi thì tranh thủ về sớm để mà ngủ chung. Tối mình đi về thì cô nói là hôm nay em xem phim ma em sợ ma quá, anh qua ngủ chung với em cho vui. Wow. Thì lúc đó thì nó cũng thì mình bắt đầu mình qua nằm ngủ chung. Thì đang ngủ nửa chừng á thì là cô Bì nó mày đây á bảo em chạy đi mua thuốc. Thì lúc đó cũng tầm 11-12 giờ á thì không có ai bán thuốc hết trơn á. Thì bắt đầu chạy về là giờ không ai bán thuốc, cái sao em bởi em bảo người quê á thì người ta bảo là bị thế này thì cởi đã hết cái đồ mà chấm 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 cho nó hơi nóng lên chấm cho nó bớt ngứa thôi. Thì em bảo vợ anh để anh chấm cho, vợ là không chịu, vợ là mới quen mà tự nhiên chấm kỳ quá. Thì bảo em ra ngoài trước đường á ngồi chờ đi, là vợ em khóa cửa lại ở trong phòng ngồi cởi ra chấm. Ngồi tự chấm. Mình ngồi ngoài thì vừa khuya nữa vừa đó xì ke nó cũng nhiều với lại sợ ma nó ngồi gần cả tiếng đồng hồ đó. Vợ em mới mở cửa cho em vào. Lúc đó chấm chưa? Vợ em chấm xong rồi. Trong khi đó Đức ngồi ở ngoài chắc mấy con mũi nó cũng chấm, ông cũng nát bấy chân. Thì đêm đầu tiên là như vậy, đêm thứ hai thì chị em là 4 giờ sáng là tới nơi rồi. Em sợ chị biết, thế là 4 giờ 3 giờ mấy thì em gọi anh ấy dậy, đi về đi ông chị, để về đi ông chị em về nhà. Tức là đuổi ra khỏi phòng đúng. Trước 4 giờ sáng đúng không? Hai đêm không làm ăn được cái gì. Không làm ăn được cái gì. Không làm ăn được cái gì. Chứ vậy mà mình thấy anh nó hai đêm thật thà. Hai đêm ngủ chung với nhau mà không dám làm gì hết, cũng không dám. Không phải là không dám mà là không có cho. Tới lúc mà gần cưới thế lúc đó mà chơi thủ đoạn ra mới được. Chơi thủ đoạn mới được. Thủ đoạn sao? Thì em bảo là sao mà sắp cưới rồi mãi mấy không cho. Bực mình. Thế bữa đó mình cố mở phim tình cảm cho xem. Cho nó cho mất đi cái lý trí đó. Thảo em tình cảm. Thế rồi có thực hiện được cái mưu đồ không? Còn được chị ơi. Được, được không? Được không? Được. Rồi được kìa. Thế trong đầu em nghĩ biết cái thủ đoạn này nó dễ thế này, biết dùng từ lâu rồi. Lúc đó em sao? Vui không? Không, lúc dậy em khóc quá trời không đất mà khóc. Rồi đến khi mai làm hai mắt sưng húp lên. Thấy cùng tôi thiệt mà trong lòng mình cũng phấn khích. Là cái thủ đoạn mình đốt bao nhiêu năm cũng thành công. Rồi sau đó là đám cưới. Dạ. Thì lúc mà đám cưới thì ở trong miền Nam nên về quê. Thì quê thì hai đứa thì ngủ chung một cái phòng à. Mà nói chung không phải là cái phòng, là một cái gian buồng. Cùng mười mấy ngày thì chưa gần gũi nhau. Thì cái giường ngoài quê thì nó kêu kẹt kẹt thì đâu dám làm gì đâu. Mày ráng. Ráng chịu trận. Ráng chịu trận. Tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? 4 năm rồi. 4 năm. Dạ. 4 năm đó thì có vỡ mộng gì về anh ấy không? Anh ấy làm việc rất là vụng về. Ý là làm qua loa cho xong á, không bao giờ kỹ càng một tí nào hết. Giống như con nó không mấy ói thì mình bảo lau đi rồi bảo anh ấy rũ khăn cho sạch đi, anh chị rũ qua ném vào máy giặt, còn nguyên cái vết dơ vậy thì đâu có sạch được. Với lại làm trong công việc của mình thì làm bạc rất là đẹp, nhưng mà khi em bảo như cắt bông hoa cho em vẽ rồi chỉ phải cắt thôi, cắt méo xẹo như cái gì á. Cắt bông hoa đi dạy đúng không? Dạ. Ê, mê xem đá banh á. Có lần xem đá banh á, có trận 2-3 giờ sáng á, thì mình ngủ say đâu biết đâu. Khi tỉnh dậy giờ không thấy chồng đâu, xách xe đi ra ngoài xem mất tiêu rồi. Vậy đó. Chắc là sợ coi nhà la vợ thức giấc đúng không? Dạ. Thế nên em thích xem đá banh mà đông em mới xem mình là buồn ngủ. Thôi còn gì nữa không? Chung là tật xấu anh ấy chỉ có như vậy thôi. Em chỉ muốn là qua chương trình này anh đã làm việc gì đó làm cho cẩn thận một chút xíu, sạch một chút xíu. Không có cẩu thả đúng không? Không cẩu thả thôi. Nên là mong muốn thay đổi luôn đó, dạ. Đúng không? Bây giờ tới Đức, cái tật xấu của vợ mình là gì? Tật xấu vợ em đùng cái gì cũng nhằn. Em làm bừa bồn cái gì không nói vào nhẹ là bố ơi làm cái này cho nó cẩn thận tí, không có oang lên chứ. Bắt đầu mình nóng lên mình bực. Hai vợ chồng nó hay cãi nhau với vấn đề đó. Đa số mà cãi nhau là em hay nhịn, mà em biết cái điểm yếu là chị sợ mất tiếng. Rồi cứ cãi nhau là chị nóng với em la lên cái là chị im, mình chỉ sợ người ngoài nghe. Nhiều lúc tức con cũng đánh anh nó quá trời. Đánh em. Rồi có đập đồ đập đạc ở trong nhà không? Có lần mà đợt con nhỏ thì con bị bệnh đi nhậu. Em gọi điện hoài không bốc máy. Tức lắm lúc về em cầm cái điện thoại em ném vào tường vỡ luôn. Ném luôn điện thoại. Đó là lần đập đồ đầu, lần đầu cũng là lần cuối nha. Còn gì nữa? Còn cái vấn đề sợ ma này cũng nguy hiểm đó. Cứ khổ lắm. Cứ đêm nào mà cứ ngủ 1-2 giờ sáng mà đi vệ sinh phải kêu em đi. Thường không kêu đi em... mình nhiều lắm, tháng còn cả chục mấy bữa. Sợ ma. Rồi mong muốn thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em nếu mà chồng với con mà nó có vùng về cái gì á thì mình từ từ mình nói. Vì đàn ông nóng tính, cứ ghét nhất là lào bào. Nói chung là bây giờ chồng chỉ mong muốn là vợ bớt cằn nhằn với lại bớt nóng tính đúng không? Dạ. Còn vợ thì lại mong muốn chồng á làm ăn kỹ càng, đừng có cẩu thả quá. Nếu mà anh ấy làm được như vậy thì em không bao giờ. Thì em không nóng tính, đúng không? Đó thì nó có tương tác đó mà em, Đức à. Có qua có lại đó. Vậy thì giờ hai vợ chồng tự lắng nghe, tự thấu hiểu đi. Đúng không? Có nguyên nhân chứ đâu phải tự dưng mà đập đồ rồi tự dưng mà nóng tính đâu, đúng không? Đó thôi, hai bạn tự điều tiết nhau đi chứ đâu cần khuyên răng gì nữa, đúng không nào? Bớt cẩu thả, tăng tính cẩn thận lên. Bên kia hết cằn nhằn. Rồi, hết cằn nhằn, hết nóng tính. Chúc hai em luôn là cũng vui vẻ và hạnh phúc nha. Cảm ơn chị. Em tên là Khánh Ngọc, em là năm nay 26 tuổi. Xin lỗi, Khánh Ngọc. Dạ, em là Khánh Ngọc. Hết rồi, nếu mà chị không gặp em chị lại tưởng em là con gái. Đúng rồi. Tưởng đó là ca sĩ Khánh Ngọc không ạ? Dạ, em cũng có nhiều bạn bè cũng nói là em cũng giống tên ca sĩ giống là. Đúng rồi, nhưng mà có bao giờ mà cái ngày lễ nào của phụ nữ em bị nhận làm quà chưa? Dạ, dĩ nhiên có chị. Có luôn đó. Nhất là ngày 8 tháng 3 đúng không? Dạ, không chỉ là ngày 8 tháng 3 mà thẻ bảo hiểm nè, cái giấy chứng nhận nhân viên của em cũng là bà chứ không phải gì đâu. Trời, vậy đó hả? Mới xíu phải là Mr à. Rồi, xin mời bà xã của em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Bảo Trân, năm nay 26 tuổi. Nếu như em không nói tuổi thì anh có thể đoán em là vẫn chưa 16 tuổi. Thế thì hai bạn còn rất trẻ, vậy thì hai bạn quen nhau như thế nào? Vợ chồng em là học chung một trường đại học, tình cờ là em có nghe tiếng cười của vợ em. Ủa lúc đó em cười sao mà để chồng em nghe? Em đang ngồi nói chuyện với lại các bạn nữ, rồi không biết sao nói chuyện gì mà cười như thế nào em cũng không biết. Cười giữ gì nghe, cười nghe con. Em cười bản lẻn người khác. Dạ đúng rồi, chắc chắn phải cười bản lẻn rồi. Dạ cười em cũng không có nói vậy thôi. Nó cười thử thôi. Vậy là nghe rồi đúng không? Vậy là ấn tượng từ cái tiếng cười. Dạ đúng rồi. Thì em nghe cái tiếng sao nào tiếng cười đã tai quá. Dạ. Bắt đầu em mới chú ý thì em có hỏi là các bạn ngồi ở trên đó, bạn nữ đó tên là gì? Nói là tên Trân. Em nói thôi có khi nào để cho mình cua này thử xem sao? Cua này. Dạ. Có nghĩa là ấn tượng của em về vợ em là chỉ có tiếng cười thôi sao? Bị cuốn hút bởi cái tiếng cười trước, tiếng cười quá dễ thương. Bắt đầu là em mới tìm những cơ hội, sau em mới nhìn mặt. Nhìn mặt thì em thấy càng dễ thương nữa. Bắt đầu thì những cơ hội để em tiếp xúc là vậy em. Trân thì có ấn tượng gì với chồng của em không? Em thấy anh này sao mà hờ quá, hiền quá. Em nhìn anh này thì em nghĩ là chắc không biết cô gái đâu. Chị nhìn vợ có cảm giác hờ. Đó là cái cảm giác ban đầu thôi. Biết đâu được là không phải như vậy. Đúng rồi. Bây giờ mới khám phá đây nè. Đó. Bây giờ nếu mà khờ thì làm sao mà cô được Trân, đúng không? Vợ em nó thường đi chung là bạn thân hết. Một hôm em có nhờ là bạn thân của vợ em á, thì bạn về trước đi để cho mình trở về. Thì bạn anh cũng có làm ra cớ để về sớm. Có nghĩa là không hề khờ tí nào. Cái này là dùng thủ đoạn tiếp cận đối tượng. Dạ khờ. Rồi em lúc đó em chưa nghĩ là cách nào để em về hết. Tự nhiên ở đâu anh chàng này đi lên. Em đứng sẵn nè. Nói là để Thảo, bạn bận hả, để Ngọc chở Trân về nha. Thì cái lúc đó em gật đầu luôn. Lúc đó em có cảm giác đó là cái chiến lược của chồng em bây giờ không? Em không hề biết luôn. Tại vì lúc đó bạn em mới có bạn trai á, nên em tưởng là chắc là đi chơi hơi bận thì cũng có lý, nên em không nghi ngờ gì hết. Vậy lý do gì mà em cứ để chồng em chở em về? Tại vì có mình bạn này chở em về, em không biết về cách nào hết. Mà chở nhau nhiều lần như vậy thì chắc chắn là bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để tỏ tình đúng không? Dạ đúng rồi. Quan trọng là lúc đầu là mình chở được thì mình có cơ hội mình tiếp xúc, mình nói chuyện. Anh cứ có cái trò hay lắm, làm thư bí mật á, ô chữ ô số á, vô học cái đưa cho em bức thư. Nhưng mà em nhìn vô không có gì hết, toàn là cái khung rồi có chữ là A, B, C, D gì đó. Muốn biết được là trong thư muốn nói về đó thì em phải tìm ra coi là anh muốn nói cái gì trong đó. Nhưng mà thường thì là nói những câu gì? Sau giờ học thì chở Ngọc chở Trân đi ăn chè, rồi sau giờ học Ngọc chở Trân về nha. Chứ không có cái chữ gì hả? Chưa dám là gì hả? Em thở đầu quá, nói sớm quá, từ chối. Dạ, phải từ từ thôi, chứ tự thấm. Rồi vậy là cái cú knock out là bữa nào đâu em kể chị nghe coi. Em tạo ra một cái file Excel có 3 điểm như chị nói vậy đó, thay vì là để hiện rõ là thì em để ẩn, em gửi cái file Excel đó cho vợ em. Thì lúc đó em nhận cái file em mở ra sao thấy trắng trơn, em tưởng ảnh gửi nhầm, cái em mới chat lại với anh, ủa có gửi nhầm không, cái file này đâu có cái gì đâu. Ảnh cứ nói là nhìn kỹ lại đi, em cứ ngồi em nhìn, em tưởng là sẽ có cái gì hiện ra. Mà sao nhìn vào cũng không có gì hiện ra, cái em lại hỏi anh một lần nữa, nhìn nãy giờ rồi cũng không có gì khác luôn, cũng phải lúc khác. Em phải nhắc là vậy em phải là bỏ bo đen đi rồi em mới thấy được. Em mới nghe lời em bo đen thì thấy ba chữ I love you. Khi đó thì em cũng chưa chắc chắn là vợ em có đồng ý hay không. Thì em cũng có hỏi là vợ em là ý em như thế nào. Vợ em cũng gửi đúng một file lại luôn. Em sợ là đôi khi nó trả lại thì sao, không có nhận tình cảm mình sao. Đó thì em cũng hỏi, vợ em có nói là do love me không. Đó là bước điểm. Đây bây giờ bắt đầu tới cái bước mà thì em có một cái kế hoạch cầu hôn vợ em. Thì em biết ý vợ em là thích chỗ lãng mạn. Trước ngày của hôn thì em đi đến một cái nhà hàng nào đó có đặt món sẵn hết luôn. Sáng ngày hôm sau là em đi ra cái chợ hoa, mua cái bông đến chỗ cái nhà hàng đó gửi, và em dặn rất là kỹ, khi nào em cứ nói thì cứ ra hiệu là cứ đưa bông ra. Hôm đó sao em thấy lạ quá, thường thì anh chỉ chở em đi vòng vòng gần nhà em thôi, lần này anh chở em ra tới quận Nước Lận, thấy chạy vô một cái tòa nhà thật là cao. Em cũng hỏi ủa đi đâu vô đây chi vậy, ảnh cũng cười cười, ảnh không nói, ảnh dắt em đi lên tầng cao nhất của cái tòa nhà đó, dẫn vô cái chỗ ngồi. Khi đó là vợ em đang nhìn cảnh thành phố đi thì em có ra hiệu đưa bông ra, em mới chịu. Vậy em theo phản xạ rồi em quay qua em thấy cái bông đưa sẵn nè, tự nhiên cái ảnh nói em đừng buồn. Sao em lại nghĩ là cổ buồn? Lúc đó là người phụ nữ cái vui chứ, chắc là có thể là vui quá thì đôi khi là buồn quá cái mặt em buồn mắt rưng rưng á. Thì em cũng sợ. Khi là cầu hôn là em đã chuẩn bị rồi, tới 5 phiên bản cầu hôn nữa. Anh yêu em là em có đồng ý làm vợ anh không, hay là rất là nhiều cái, nhưng mà khi đến thấy vợ em buồn quá em hết hồn, cũng quên hết đơ là dạ. Nhưng mà đến đó là thật sự là mình cũng không biết xử lý cái tình huống như thế nào nữa. Khi đó mình cứ nói là em đồng ý làm vậy nhé, đợi một vài phút sau vậy em trả lời luôn. Lúc đó em cũng hết hồn, lúc đó em hồi hộp quá, rồi một hồi sau á em gật đầu rồi vậy thôi. Thế là cái đó mà mới về giải tỏa được anh. Lấy nhau được mấy năm rồi ha? Dạ khoảng 1 năm chị. Bây giờ sau khi cưới về thì cái sự lãng mạn nó có leo đuổi cho tới bây giờ không? Khoảng thời gian đầu thôi, trong quá trình sống á cũng có những cái mâu thuẫn với nhau, không có hiểu nhau. Chị nghĩ trong lúc yêu là hiểu hết rồi chứ? Cũng chưa chị ạ. Cái nào làm em ngỡ ngàng? Em thường hay em lên giường là em ngủ, tại vì sau ngày làm việc mệt mỏi lắm, vợ em lại không muốn dậy. Vợ em lên giường không có ngủ. Em mà không nghĩ bậy chị đi đầu xuống đất luôn á. Người ta kể trong một cái chuyện hết sức nghiêm túc như vậy mà em chạy làm sao mà ra cái ý của em được, hay vậy đó nha. Rất muốn biết trong khi chồng mình ngủ thì vợ làm gì. Em thì nghĩ là thời gian mà hai vợ chồng ở trên giường thì mới lúc đó là mới không gian riêng tư. Còn lúc mà đi làm về thì ở nhà thì mắc nấu cơm rồi coi tivi rồi vi tính này kia tùm lâm nhiều thứ, không có tập trung vô được. Nên em nghĩ là thời gian mà trước khi ngủ hai vợ chồng ở trên giường thì lúc đó là tâm sự dễ hơn. Thực ra thì những cái năm đầu là những cặp vợ chồng son á, cái năm đầu và năm thứ hai là hai cái năm quan trọng nhất để mà mình có thể hòa hợp được với nhau. Thì nếu mà tụi em vượt qua được cái năm thứ nhất, điều đó là một cái điều rất là hay rồi. Bắt đầu đến năm thứ hai, nếu như chưa có con thì sóng gió nó sẽ bớt nổi lên một chút. Nhưng nếu như năm thứ hai mà tụi em có một đứa con nữa thì cái sóng gió nó lại nổi lên rất nhiều, và sẽ nhiều mâu thuẫn và sẽ nhiều những cái bất đồng quan điểm. Chính vì vậy mà chắc chắn là ở cái thời điểm này tụi em mặc dù đang cố gắng để hòa hợp với nhau nhưng mà cái sự giận hờn là không thể nào tránh khỏi. Ngay cả cái chuyện như bữa cơm gia đình á, cái đề tài đó không cũng là bao nhiêu thứ để gây lộn rồi. Chồng thích ăn này mà vợ không biết nấu, rồi vợ chỉ biết nấu những món mà vợ biết ăn thôi, vậy là cũng gây lộn nữa đó em. Chồng đi làm mà vợ cũng đi làm, vậy thì anh có thường xuyên cơm nhà? Anh rất là thích ăn cơm gia đình, nhưng còn là nấu ăn ở nhà, chỉ có cuối tuần thì hai chồng ra ngoài ăn. Em thì là trước khi lấy anh chưa bao giờ đi chợ nấu cơm hết trơn á. Em nấu thì em nhớ lại mấy cái món em ăn nó có nguyên liệu vật liệu gì thì em mua em nấu, em tự nấu gì chứ em không có học cách nấu như thế nào. Còn anh thì lại là một người là thành ăn uống cái gì cũng phải đúng, phải bài bản, giống như món này là bao gồm nguyên liệu 1 là này, 2 là này, 3 là này, phải có những cái thứ như vậy, vậy không là gây lộn đó. Em chỉ là chị nhận xét thôi. Vậy mỗi lần nhận xét như vậy là em có quạo không? Có lúc cũng bực mình, trước giờ mình chưa nấu, bây giờ mình cố gắng mình nấu vậy. Em thấy là nấu như vậy là cũng được lắm rồi á. Cơm gia đình nó quan trọng lắm đúng không vậy? Đúng rồi, vậy là được 1 năm rồi hả em? Dạ. Tụi em có dự định lúc nào có con chưa? Dạ là 2 năm nữa. Ồ, chị nghĩ rằng á còn 2 năm nữa để tụi em có thể hòa hợp trong cái cuộc sống vợ chồng, để tạo một gia đình hạnh phúc, để đón những đứa con của mình. Dạ. Hai vợ chồng còn rất trẻ thì chắc chắn là đi chơi nhiều lắm đúng không? Em có thường xuyên đưa vợ đi chơi không? Cái đó cũng là một cái khiến em rất là bất ngờ. Lúc mà quen nhau á thì anh hay qua nhà em chở em đi chơi lắm, tự nhiên về nhà rồi cái không chở nữa, cứ cuối tuần ở nhà không, mà trong khi em thì vẫn cứ nghĩ là giống như hồi chưa cưới. Em là em thích ở nhà, anh là thích ở nhà, còn em thì thích đi ra ngoài đường. Vậy hả? Rồi còn em, ví dụ sau khi cưới vợ về thì có cái điều gì mà em chưa hài lòng với vợ? Vợ em á luôn luôn cười ra, mà em thích giọng cười của vợ. Nhưng mà em sợ vợ một điều là vợ mà buồn cái là vợ im mà. Thì em cũng mong vợ em là sửa cái tính đó, mỗi lần mà giận hay gì thì cứ nói ra đi, kìa cái gì vợ chồng mình sẽ sẻ nhau, kìa cách giải quyết. Đúng rồi. Trời ơi, cái này là quá là dễ rồi. Vợ thì giận là cứ nói thẳng với chồng, còn chồng bây giờ chịu khó cuối tuần chở vợ đi chơi đó, uống cà phê, đi đến cái chỗ mà lần đầu tiên mình tỏ tình, đi xem phim, đi xem kịch chẳng hạn. Tại vì tụi em còn 2 năm nữa để hoàn thiện nhau mà, đúng không? Dạ. Xin chúc hai bạn cứ giữ mãi cái tuổi trẻ, giữ mãi cái niềm hạnh phúc như thế này. Xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Bài Hôm Sau. Con tên là Trần Hữu Đức, năm nay con 33 tuổi. Hiện tại thì con đang làm trong lĩnh vực setup phòng gym. Con sinh ra và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. À vậy hả? Trời ơi sao con trẻ so với tuổi rất là nhiều luôn đó. Con cảm ơn. Quá trẻ luôn. Rồi mời đó. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thu Hương ạ. Năm nay con 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Công việc hiện tại của con đang là kinh doanh online ạ. Kinh doanh online. Hương ơi, Hương nói lớn lên nha Hương. Dạ. Giới thiệu làm lần nữa mà nói lớn lên nha. Ok. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thu Hương ạ. Năm nay con 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Công việc hiện tại của con đang là kinh doanh online ạ. Hai vợ chồng nhà này á, sao mà đứa nào cũng trẻ hơn so với tuổi hết. Nói chỉ đầu năm á, ha, đầu năm nói những cái lời rất là may mắn luôn. Nhìn con á là cỡ chừng 26, 27 tuổi, còn bé này cỡ 22, 23. 22, 23 rồi đó. Thiệt mà. Non mà non măng vậy đó. Rất chính xác luôn, nhìn các bạn trẻ hơn số tuổi mà các bạn đang có hiện tại rất nhiều. Rồi bây giờ đầu năm mới thôi, bây giờ kể cho chú, cô Vân với khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Bây giờ quay ngược thời gian lại là cái thời gian mà hai con lần đầu tiên mà gặp nhau đó, và để ý nhau và ấn tượng gì về nhau, các con còn nhớ không? Để con vợ con nói trước. Lần đầu tiên gặp chồng con ở sân bay ạ. Lần đó là con ra Hà Nội có việc, thì là anh ấy hẹn đón con ở sân bay. Lần đầu tiên gặp thì thấy là anh ấy rất là hiền, ít nói nữa. Cô chưa hiểu nè. Có nghĩa là tụi con đang sinh sống ở Hà Nội đúng không? Dạ. Rồi con nói là lần đó là con ra sân bay để con ra Hà Nội công tác là sao? Trước đó thì là con sinh sống ở trong Sài Gòn ạ. Con mới ra Hà Nội ở được 2 năm thôi ạ. Rồi dạ. Với lại là ảnh đón con. Dạ. Là sao, là lúc đó là tụi con đã quen nhau rồi, rồi con hẹn anh ra đón con à hay sao? Dạ, tụi con chỉ nói chuyện với nhau qua Facebook thôi ạ. Đó, cho nên là phải gọi chính xác là quen nhau trên Facebook. Rồi, tiếp nè. Thì nhưng mà chú hỏi nè, quen nhau trên Facebook mà là trò chuyện bằng tin nhắn hay là có thấy mặt nhau ở trên Facebook chưa? Có thấy mặt nhau qua ảnh ạ. Có gọi video call cho nhau không? Không ạ. Không luôn. Có nhắn tin nhưng mà anh ý nói chuyện nhạt nhẽo lắm, cũng không phải là gu của con. Rồi vậy đó mà lại cho ảnh đi ra đón mình. Dạ. Ở sân bay Hà Nội. Rồi con nói cái cảm giác đầu tiên khi gặp ảnh coi. Con thấy anh ấy rất là hiền, trông hiền và ít nói lắm ạ. Đấy là chỉ có vậy thôi ạ. Không thấy là đẹp trai, không thấy là dáng người rất là nhon các thứ này kia, không có một cái cảm giác gì khác ngoài vấn đề là hiền thôi. Dạ, chỉ thấy thế thôi ạ. Nhưng mà hai đứa là quen nhau trên Facebook mà là được bao lâu thì con mới ra Hà Nội? Khoảng gần 1 năm đấy ạ. Gần 1 năm trời luôn. Dạ. Nhưng mà nó nghe nè. Dạ. Con hồi đó là tại sao mà con lại kết bạn với cô gái này rồi trò chuyện với cổ? Thực ra là cái giai đoạn đấy thì là con đang độc thân. Thì là con lên Facebook thì mình thấy bạn nào xinh xắn thì mình add. Đợt đấy là con add rất là nhiều, add loạt luôn. Đi. Vâng. Ngoài cô này ra thì mấy chục cô gái xinh đẹp là trò chuyện với con lúc đó. Thực ra lúc ấy add rất là nhiều nhưng mà để mà trò chuyện thì chắc là cũng không nhiều đâu. Cũng có vài cô thôi. Trong đó có vợ mình. Vâng, đúng. Chắc rồi. Vợ mình là xinh nhất đúng không? Đến bây giờ vợ con đã xinh nhất. Có nghĩa là như vậy, là có nghĩa là trong 1 năm trời tụi con nói chuyện thì cho đến lúc mà gặp nhau ở sân bay, đúng không? Vâng. Thì lúc đó là còn cô nào nói chuyện Facebook với con nữa không? Đó. Hay lúc đó là chỉ còn mình vợ con thôi? Lúc đấy thì là không. Trong quá trình 1 năm đấy là mình lọc dần. Con lọc hết rồi đúng không? Rồi. Và cái người cuối cùng là vợ con, và con sẽ là cái người mà đón đưa cô ở sân bay. Vâng. Vậy thì cái cảm giác đầu tiên của con khi gặp vợ con ngoài đời như thế nào? Tức là khi mà mình thoáng nghe được cái tin đấy, tại vì thực ra là cũng chờ cơ hội đấy lâu lắm rồi, thì mình biết là mình không nên bỏ qua. Thì trước đấy thì con cũng chuẩn bị, ví dụ như là con đi mua hoa. Tại vì cái ấn tượng của con khi mà gặp vợ con ấy, hoặc là khi mà xem trên Facebook, xem hình ảnh thì con thấy là vợ con rất là tươi, nhất là cái nụ cười con ấn tượng ngay từ đầu luôn. Thế là con có nhớ là con đi mua hoa hướng dương, thì con liên tưởng đến cái nụ cười đấy. Thì hôm đấy con mua hoa xong con lên con đón vợ con. Thì khi mà gặp trực tiếp, lúc gặp thì sao? Lúc gặp thì thực sự là hơn là trên Facebook, tức là rất là tươi và lạnh lùng. Cái nụ cười lạnh lùng mà nhìn cái nét rất là đẹp, mà đẹp cổ điển á. Em định nói luôn á, đẹp cổ điển, đẹp rất là gọi là đồng hồ á, tranh đồng hồ á. Bây giờ hỏi ngoài lề xíu nha. Dạ. Hồi đó giờ con có đi đóng phim hay là quay MV ca nhạc gì chưa? Con không ạ. Cái gương mặt này rất là dễ vô vai luôn á. Đúng rồi, nhìn rất mặt là rất hay. Nhìn cái nét của con rất là đẹp. Rồi bây giờ nè, nhìn ở ngoài còn đẹp hơn cả là trên Facebook luôn, nhưng mà chỉ có điều là nụ cười lạnh lùng quá. Tức là mình cảm tưởng là khi mà gặp người này mình bị bắt vía luôn, tức là cảm tưởng là giống như kiểu bị thôi miên ấy. Đúng rồi, chắc chắn. Cái cảm giác luôn. Con có quên tặng hoa luôn không? Tất nhiên là không quên. Là cầm tặng bó hoa hướng dương. Thế con có suy nghĩ là tại sao bạn ấy lại không tặng hoa hồng, không tặng các loại hoa khác mà lại tặng hoa hướng dương cho mình không? Thực ra lúc đấy con cũng không nghĩ nhiều đâu ạ. Chỉ thấy là anh ấy cũng chu đáo, cũng mang hoa tặng mình, nhưng mà nghĩ là hơi cầu kỳ. Tại vì là chỉ là đi đón một người bạn ở sân bay thôi thì cũng không nhất thiết phải tặng hoa, thì thấy là anh ấy chu đáo thôi ạ. Thế rồi thực sự là lúc mà con gặp chồng con, đồng ý chồng con đi đón con như vậy, là con đã có ý định là đây sẽ là cái người yêu của mình chưa? Dạ chưa ạ. Hay là có ý định gì khác? Không có ý định gì đâu ạ, chỉ là làm bạn thôi ạ. Nghĩ là mình ra Hà Nội mình cũng có ít bạn ấy ạ, thì là muốn có một người, ví dụ anh ấy cũng nói chuyện là khi nào ra Hà Nội thì gặp anh ấy, rồi anh ấy đưa đi chơi rồi đi đây đó ở Hà Nội. Không thế có rồi, một ý định gì hết. Dạ không. Thế rồi sau đó thì sao? Sau đó thì là ảnh tiếp cận con bằng cách nào? Con cua bạn này bằng cách nào? Tính từ cái lúc mà lên sân bay đón, đúng không ạ? Thì hôm đấy thì sau khi mà đưa về nhà ngoài này thì con mới hẹn đi ăn. Tại vì trước đấy con cũng tìm kỹ ở trên Facebook ấy, những cái hình ảnh quá khứ xem là cái sở thích của vợ con như thế nào. Thì con thấy là thích ăn sushi, thì con mới đưa vợ con đi ăn ngay cái tối hôm đấy. Là cũng đi ăn đến một cái cửa hàng, một cái hàng sushi mà con cũng hay ăn. Tức là cái này cũng là cùng sở thích. Đấy, thì mình cũng không có lên kế hoạch gì cầu kỳ lắm đâu, chỉ là đơn giản là đưa đi ăn rồi nói chuyện thêm thôi. Và đêm đó đi tới mấy giờ thì chở cô ấy về khách sạn? Vợ có nhớ nhỉ? Hôm đấy thì cũng đi đến tầm 10-11 giờ thôi ạ. Cũng không có gì đặc biệt quá, không muộn quá mà không. Rồi sao? Nhà con có ở ngoài đó không? Nhà con có, nhưng mà hiện tại thì cái nhà đó lâu không về nên là nó cũng bụi và nó không được tiện nghi ạ. Thế nên là con ở khách sạn. Ra khách sạn ạ. Rồi đến khi nào thì con mới thấy bạn này quá đặc biệt và mình quyết chí là mình phải theo đuổi và coi như là nắm bắt cơ hội chứ làm bạn trai của em? Thực ra là ngay trong hôm đấy luôn. Ngay trong hôm đấy, nãy đã nói là như bị thôi miên rồi. Không thì biết rồi, nhưng mà vẫn chưa có ý định, đúng không? Em đàn ông sao vậy? Không phải, nhiều khi em nó còn ngại, cháu nó còn ngại cái gì. Em ơi, nhìn cái mặt này là không có ngại đâu. Tức là khi mà Hổ muốn dồ mồi, Hổ sẽ thu mình lại một chút xíu thôi, sau đó là chờ hội bắt con mồi đó là phải dồ thôi, không thể nào mà bỏ qua được. Vậy hả? Vậy thì là trong cái đêm đầu tiên mà đi ăn với bạn gái đó, với bạn này đó, thì con có tấn công luôn chưa? Thực ra là không phải là tấn công, mình như là một người bạn thôi, mình bắt đầu một cách rất là từ từ. Bắt đầu một cách rất từ từ. Em tức là vậy nè, cái câu đó của em phải hỏi cô vợ mới đúng. Còn cái bạn này là ngay từ phút đầu là đã bắt buộc là phải có ý định đeo đuổi rồi, và đeo đuổi một cách gọi là triệt để luôn. Còn cái cách đeo đuổi thì bạn không thể nào mà bạn giống như là bạn có thể là lộ ra liền, mà bạn phải từ từ, mưa dầm thấm lâu, cái kiểu của bạn, đúng không? Có làm vậy không? Thực ra cái này con cũng muốn chia sẻ là con cũng không có kinh nghiệm nhiều trong chuyện tình trường đâu. Thế nên là khi mà gặp một người bạn mà mình cũng có vẻ là bắt đầu có tình cảm ấy, hoặc là muốn bắt đầu, thì mình không biết là phải nói chuyện như thế nào, bắt đầu từ đâu. Thế là hôm đấy con mới ngồi con tâm sự, con kể chuyện về người yêu cũ của con. Tức là đêm đó luôn. Ngay hôm đấy, tức là ăn xong mình đi uống nước đưa lên Hồ Tây. Đấy, thì nói chuyện với nhau, kể chuyện người em cũ. Tại vì mình không biết kể một cái gì khác, tại chẳng lẽ hai người lại ngồi im. Thì ngại quá, thế là con ấy mới kể về cái câu chuyện người yêu cũ, mà cho đến bây giờ con thấy như thế là sai lầm. Nghe nè, lúc mà con nghe tự nhiên một cái ông mới quen ở ngoài, đúng không? Rồi giờ mới ra Hà Nội, mới đi chơi xong tự nhiên kể một câu chuyện về người yêu cũ, con thấy thì sao? Thực ra thì là con cũng hỏi, nhưng không ngờ là anh ấy lại kể nhiều như vậy ạ. Tức là cũng hỏi anh ấy, thì nghĩ là anh ấy kể 1-2 câu chuyện thôi, thì mình cũng đưa chuyện theo như vậy, không ngờ là anh ấy lại kể tiếp. Thế là nguyên tối hôm đấy là anh ấy chỉ kể về cô người yêu cũ thôi ạ. Rồi con khó chịu không? Con không ạ, bởi vì con không có tình cảm gì với anh ấy. Thế bình thường chưa hề có. Dạ. Thế bao lâu thì con có tình cảm với chồng con? Chắc là phải sang ngày hôm sau. Ôi trời, lâu thế. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hết hồn. Trời ơi, chán dán luôn á. Chán dán mặt mày luôn. Ngày hôm sau á thì là khách sạn phòng con họ nói là cái phòng con đang ở là có người đặt trước rồi. Họ chuyển cho con lên cái phòng to hơn. Thì cái phòng đó là có 2 căn, tức là hai gian ấy, thì nó rất là rộng, mà con thì chưa bao giờ ở căn rộng như thế nên con cũng thấy sợ. Thì con có nhắn tin cho anh ấy là em ở như này thì em cảm thấy sợ. Anh ấy hôm đấy là World Cup nhờ chồng nhờ. Đúng rồi. Thì anh ấy bảo là thế thì để anh sang xem bóng đá ở đấy. Thế là tối hôm đấy hai vợ chồng cũng đi ăn. Sau đó là anh ấy về khách sạn chỗ con ấy ạ. Thì là cả đêm hôm đấy anh ấy nằm ở ngoài phòng khách thôi. Nhưng mà gần sáng con thấy là anh ấy cứ ho. Thì con mới bảo anh ấy là vào trong phòng nằm. Thực ra vào trong phòng nằm thì cũng có 2 giường. Nhưng mà sau đấy thì chuyện gì đến thì cũng phải đến ạ. Là cái ngày thứ hai là hết ngày thứ hai, rạng sáng ngày thứ ba là chuyện gì đến cũng đến luôn. Dạ. Vậy là nhờ World Cup. Thực ra là lúc lâu đầu quá, mối tình này lâu quá. Mới 2 ngày rưỡi. Quá là lâu lắm. Chưa được 2 ngày rưỡi luôn. Đúng không? Nhưng mà như vậy là con đã có cảm tình với ảnh rồi. Dạ. cũng có cảm tình vì anh ấy rất là hiền ạ. Con thì con thích những người hiền bởi vì là tính con rất là mạnh mẽ. Con mạnh mẽ lắm, còn ảnh hiền cho nên là ảnh muốn gì cũng được chứ. Dạ. Có nghĩa là sau hôm đó thì hai đứa chính thức là yêu nhau đúng không? Dạ. Rồi con có tranh thủ nói với mẹ và dắt người yêu về gặp mẹ không? Có, tại vì là mình cũng đầu tiên chưa biết là bạn ấy vợ con ra ngoài này bao nhiêu ngày, thì mình cũng phải tranh thủ. Trước đấy thì tức là trước khi mà ra đón ở sân bay ấy, thì con cũng đã nói với mẹ con là con có người yêu rồi. Tức là bên đấy chưa đồng ý nhưng mà mình xác định luôn, là cô này phải là người yêu mà nếu mà tốt thì là thành vợ chồng sau này. Chú hỏi thật nha, với mẹ rồi. Chú hỏi thật nha, cái lúc mà cô ấy nói với con á, là ở khách sạn lớn quá em ở không quen và cô ấy gợi ý con lên trên ở khách sạn chung như vậy á, là trong đầu con đã có cái suy nghĩ gì đó nó xa hơn không? Thực ra là chia sẻ có tính trước không? Không biết là mọi người có tin không nhưng mà lúc ấy con chỉ nghĩ là thì đằng nào hôm đấy mình cũng xem đá banh thôi, xem bóng đá thôi, thì mình lên mình xem bình thường không vấn đề gì cả. Với cả đúng là căn phòng đấy rộng thật, tại vì trước đấy là con đi đặt, con tìm khách sạn, con đã chạy vòng con tìm khách sạn cho vợ con trước rồi. Thì một cái phòng rất là bé vừa, nhưng mà sau đấy thì khi nghe tin họ đổi lên phòng to hơn thì mình cũng thấy là mình lên mình xem bóng đá là vấn đề gì đó. Không, nhưng mà chị tin thiệt á, tại vì cái mùa này đúng là mùa World Cup nè. Cái mùa vừa rồi á, đây là mùng 1 Tết đúng không? Vừa rồi đó chị. World Cup vừa rồi á, thực sự á là mọi người không có khái niệm ban ngày ban đêm luôn. Có nghĩa là ngay cả nhà chị cũng vậy nè. Chú với lại ông ngoại á, trời ơi là coi như là chị thấy thức hoài sáng đêm luôn. Rồi xong sáng thì ngủ. Ngủ lúc 5-6 giờ sáng mới ngủ đó. Đúng rồi. Tại vì mấy trận hay toàn là đá khuya không mà. Đúng không? Vâng. Con có thấy qua cái chuyện này rồi là con thấy không? Người tính không bằng trời tính. Không, nếu như người tính không bằng World Cup. Người tính không bằng World Cup. Và nếu như con chọn được một cái phòng nhỏ hơn thì chưa chắc gì là các con lại đến với nhau nhanh như vậy. Đúng không? Rồi sau đó làm sao? Sau đó là có nói chuyện với mẹ về cô gái này rồi. Đúng có rồi. Dắt gặp mẹ hay không? Luôn ạ, dắt gặp là luôn trong ngày thứ ba luôn. Mẹ sao? Trong cái tuần đấy thực ra con không nhớ cụ thể là ngày thứ mấy. Mẹ gặp bạn này mẹ thấy thì sao? Chứ cô nếu mà cô là mẹ con là cô gặp bạn này cô kết liền luôn. Kết liền luôn á. Cô ơi, thực ra hoàn cảnh của con đã có một đứa con riêng ạ. Nhưng mà rồi sao, rồi lúc đó là mẹ phản ứng như thế nào? Thì anh ấy cũng có về nói chuyện. Anh ấy nói là con cưới vợ nhé. Thì mẹ anh ấy nghĩ là anh ấy đùa. Nhưng sau đó thì anh ấy nói nghiêm túc lại thì mẹ anh ấy và nói với mẹ anh ấy về hoàn cảnh của con thì mẹ anh ấy nói là cứ dắt về đây. Thì lần đầu tiên con về thì nói chung là mẹ chồng con cũng không vui vẻ đâu ạ. Tức là bà có rất nhiều băn khoăn. Bà hỏi là thế còn liên lạc với chồng cũ không? Có con riêng như thế thì sợ là chồng cũ lại tìm đến. Thế con thì khi mà mẹ chồng con hỏi những câu như thế thì chạm đến cái tự ái của con thì con cũng rất là buồn và con chỉ muốn trực khóc thôi ạ. Thế nhưng mà mình cố kìm nén lại. Thì chồng con lúc đó cũng biết là con cũng sắp khóc ấy. Thì anh ấy vội vàng là nhanh chóng để đưa vợ về. Thì khi mà con đi ra ngoài, con đi đến ra ngoài thì con òa khóc luôn ạ. Vì là con không nghĩ là mẹ chồng con lại hỏi nhiều như thế và con rất là buồn. Nhưng mà lúc đó... sau đó thì sao? Khi mà con đưa vợ con về rồi, con quay lại gặp mẹ đó thì là mẹ có hôm đấy thì con không về nhà. Hôm đấy con không về nhà. Con ở bên kia cạnh vợ bạn gái đúng không? Con cũng nghĩ, thực ra là con cũng không suy nghĩ quá nhiều. Khi mà con đã nói về hoàn cảnh của vợ con trước khi mà con đưa vợ con về nhà ấy, thì con nói với mẹ như thế thì mình cũng đã nghĩ là dù là thế nào thì mình cũng sẽ ở bên vợ mình, ở bên người yêu mình lúc đó. Thì hôm đấy thì con thấy là cô ấy thực sự là cần một người, cần mình lúc đấy. Và con cũng hiểu cho mẹ con là mẹ con cũng lo chứ, tại vì là có một cậu con trai mà bây giờ rất là nhanh chóng như thế. Thì những cái câu hỏi mẹ con hỏi lúc đấy thì con cũng không trách gì mẹ con đâu, con cũng hiểu mà. Thì hôm đấy thì đưa về thì vợ con cũng giống như kiểu cảm xúc được đẩy lên quá thì cũng muốn đuổi con về. Nhưng mà con cố níu kéo cũng mất mấy tiếng đồng hồ đấy. Thì khi mà vợ con đã nguôi ngoai rồi thì bắt đầu là cả đêm hôm đấy ngồi nói chuyện và tâm sự nhiều hơn. Hôm đấy là cả hai vợ chồng không ngủ. Có nghĩa là bản thân con là con muốn bỏ cuộc luôn, chia sẻ. Đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì con nghĩ là nếu mà mới khởi đầu mà đã gặp khó khăn như vậy, gia đình anh ấy đã không thích mình rồi thì không thể tiến xa hơn được nữa. Con nghĩ là như vậy ạ. Nhưng mà sau đêm đó rồi thì là hai vợ chồng thoải mái hơn. Vì là Có như là cũng đã hiểu nhau, dạ, và đồng cảm với nhau, đúng không? Dạ. Nhưng mà chú hỏi nè, có nghĩa là trong cái buổi sáng ngày thứ ba đó, dạ, là con đã nói cho ảnh nghe biết là con là anh mẹ ý, anh ấy có Facebook của con ạ, và con cũng không giấu giếm. Biết hết luôn rồi. Dạ. Biết là con biết hết luôn từ trước luôn, vâng. À, bây giờ cô muốn hỏi con á, là con vượt qua cái rào cản của mẹ bằng cách nào? Đó. Thực ra là cũng không khó quá đâu, tại vì là gia đình con tôn trọng mọi cái ý kiến con thôi. Con là con một. Con có một chị gái nữa. Ừ. Vâng. Thì chị cũng gặp và cho lời khuyên, nhưng mà khuyên theo hướng là không phải là đưa ra bắt mình lựa chọn như nào cả đâu, mà chỉ khuyên và cho mình tự lựa chọn. Đấy, và con vẫn kiên quyết từ đầu đến cuối thôi, từ đầu đến cuối nó không quá là suy nghĩ gì nhiều. Và con chấp nhận là dù mình lựa chọn như này và dù sau thế nào thì mình cũng sẽ vẫn như thế, cũng hạnh phúc với sự lựa chọn đó, đúng không? Rồi sau đó thì con thuyết phục được mẹ. Vâng, thuyết phục được ba mẹ con, bố mẹ con và chị gái con, mọi người đều ủng hộ rất là vui vẻ. Trong cái thời gian đầu á, thì bố con như thế nào? Thực ra mẹ con là quan tâm nhiều hơn. Mẹ còn bố nghe nói chuyện nhiều. Bố con thì không quá là gọi là tức là không quá là hỏi nhiều hay là chia sẻ gì nhiều đó. Tức là giống như theo con nghĩ là mẹ mày đồng ý thì bố cũng đồng ý. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi còn về phía gia đình con thì sao? Phía gia đình con thì bố con rất là ủng hộ ạ. Vì bố con đã gặp anh ấy một lần rồi. Gặp ở đâu? Gặp ở ngoài Hà Nội ạ. Khi mà anh ấy đưa con ra sân bay thì sau đó anh ấy về, thì trên đường về thì để trả xe thì có gặp bố con ạ. Thì bố con rất là ưng, bố con bảo thằng này được đấy. Thế con mới trêu là thế con lấy anh ấy được không? Bố con bảo là được, thằng này ta thấy được. Mặc dù là anh ấy lúc đấy là cũng có xăm hình, mặc áo ba lỗ và cũng có xăm hình, mà bố con cũng tức là ưng luôn ạ. Thế còn mẹ? Mẹ con thì nhìn thì mẹ con bảo là cẩn thận đấy, tao nhìn có vẻ sợ. Lúc đó có nhuộm tóc vàng gì không? Chắc có, và tức là cái phong cách của con là nó thể thao và hơi bụi phủi. Con thích đi mô tô, tập gym, và mình thích làm gì mình muốn. Tức là trên ví dụ mình xăm hình này hay là mình nhuộm tóc các thứ. Tại bạn ấy là thiết kế phòng tập gym mà, dạ, đúng không? Dạ. Rồi cái lần quay trở lại Hà Nội lần thứ hai, dạ, thì là cái tình hình giữa mẹ của bạn ấy với con thì có cải thiện hơn không? Chị chồng con là người đứng ở giữa để đả thông tư tưởng cho hai bên. Thì con không biết là chị chồng con nói với mẹ chồng con như thế nào, nhưng chị đã hẹn gặp riêng hai vợ chồng và phân tích là với Đức là khi mà lấy con thì con có con riêng thì sẽ gặp trở ngại như thế nào, và cũng phân tích cho con là anh Đức anh ấy có những tật xấu gì để cho hai vợ chồng có thể lường trước được. Và chị ấy cũng nói là thực ra mẹ chỉ là lo lắng như vậy thôi chứ không có ý xấu gì cả. Thì sau hôm đó thì vợ chồng con cũng hoàn toàn thoải mái, và lần thứ hai đến nhà anh ấy là lần để bàn chuyện đám cưới đấy. Nhưng mà mẹ thì có kêu về nhà không? Dạ có ạ. Hay là về nhà ở? Dạ, mẹ chồng con nói là về ở luôn đi, ở khách sạn làm gì cho tốn tiền. Đó, nhưng mà bây giờ thì cái mối quan hệ của, tức là cái thời điểm đó đó là con có gặp được con của vợ không? Em bé lúc đó là bé trai bé gái mà được bé trai ạ, khoảng 4 tuổi ạ. Thế là lúc đó con có gặp được cháu không? Có. Tức là con đi ra mình hay là con đi với bé? Con ra một mình ạ. Con bé thì ở đâu? Con bay trong Sài Gòn ạ, với bà ngoại ạ. Rồi sao, rồi cái mối quan hệ của hai cha con sao? Tức là thời gian đầu gặp thì tức là cậu bé này cũng khá là đặc biệt, tức là cậu ấy rất là tự lập và có những cái suy nghĩ rất là người lớn. Thế nên là khi mà thấy có một cái chú lạ đến và tặng quà chẳng hạn thì cậu bé không nhận, không, tức là từ chối, và giống như kiểu tạo cho mình một cái rào cản nhé. Đấy thì con cũng hơi suy nghĩ, tức là mình hơi chạnh lòng một chút. Khi mà mình mua quà thì như những đứa trẻ bình thường thì có thể là sẽ đón nhận và thích thú khi mà được nhận quà. Đấy thì lúc đầu con cũng hơi buồn một chút. Chắc mẹ nó vậy đó. Nhưng mà bao lâu thì là hai chú cháu trở nên cải thiện được? Đợt đó con vào Sài Gòn cũng 1-2 tuần gì đó, cũng khá là dài. Thì sau khi mà có một hôm ấy, con buổi trưa con nằm ngủ ấy, thì con bị nắng quá, nhưng mà con ngủ mà không biết, khi con mở mắt ra con thấy là cậu bé đang đứng kéo rèm, nhưng mà tức cái rèm nó bị bay, thế là đứng chắn luôn ở cái rèm đấy để cho đỡ bị nắng. Thế lúc ấy mình thấy là bắt đầu là mọi chuyện nó tốt lên rồi, tình cảm hơn. Tức là thực sự là bây giờ con vẫn nhớ, cảm động lắm ạ. Chú nghe tới cái điều đó chú cũng cảm động. Mà nó bé xíu à, bé xíu. 4 tuổi. Vâng, một tay cầm bình sữa hút, một tay là đứng dựa vào để không cho cái rèm nó bay. Hay quá. Mà lúc ấy con ngủ chắc cũng gần tiếng đồng hồ ạ. Rồi bây giờ cái mối quan hệ của hai cha con như thế nào? Bây giờ thì là con trai là yêu ba nhiều hơn mẹ. Thân với ba hơn đúng không? Đúng rồi, ba chơi với con rất là nhiều đúng không? Thế thì bây giờ cái tình cảm giữa con với bố mẹ chồng thì như thế nào? Rất tốt luôn ạ. Tức là ông bà là chăm hai cháu, chăm luôn cả ba cháu. Và coi con dâu như là con gái luôn ạ. Tức là ông bà có món gì ngon là mang sang cho con. Tức là trong tin nhắn Zalo là suốt ngày là Hương ơi, mẹ mới làm món này, con có ăn không? Mẹ có mớ rau này, ngon lắm, con có ăn không? Và khi mà ông bà mang sang là rau đã được nhặt rồi rửa sạch sẽ. Thế rồi ông bà đối với con của con á, dạ, như thế nào? Ông bà cũng rất là tốt và yêu thương cháu ạ. Thì có một lần như này, thằng cu nó có cái ba lô bị rách ạ. Thì bố mẹ chồng con nói là phải mua cho nó một cái mới đi. Nhưng con nghĩ là nó mới chỉ hơi rách thôi. Thế là hôm sau ông bà đã mua một cái mới cho nó ngay lập tức. Thế cô hỏi nè, cái gọi là lần đầu tiên á, mà nó gọi con bằng bố là lúc nào? Sau thời gian bao lâu con tiếp cận với nó? Thực ra là cái thời điểm mà một cậu nhóc 4 tuổi ấy, thì, cái đây thì chắc là để vợ con cũng chia sẻ luôn, để chồng nói trước. Lúc đấy là bé chưa phân biệt được là ba với bố. Tức là nghĩ là hai cái đấy là hai phạm trù khác nhau. Thế nên là hồi đầu thì ví dụ như con tặng quà thì bảo là bố con mua cho con rồi. Nhưng mà sau đấy thì tại vì con cưới vợ xong là con sinh sống ở trong Sài Gòn, thì ở trong này là gọi là ba. Đấy thì cậu bé đấy gọi con là ba một cách hết sức là tự nhiên và bình thường, tại vì nghĩ là ba không phải là bố. Đó. Nhưng mà ý chị Vân muốn hỏi là cái lần đầu tiên mà con được cháu nó gọi mình bằng ba đó, lần đầu tiên nghe cái tiếng ba nó như thế nào? Cảm giác của con cảm như thế nào? Cảm giác thích lắm ạ. Cũng khó tả. Hôm đấy thì mình cũng muốn nói chuyện nhiều hơn, để cứ thỉnh thoảng ví dụ như là mình đi đâu đấy hay là đang làm gì đấy mà gọi ba ơi hay là các thứ, cái cảm giác đấy thích lắm. Mà tức là bây giờ là cháu gọi con bằng ba chứ không gọi bằng bố. Đúng rồi. Bây giờ thì cả hai em cũng gọi là ba luôn. Bây giờ tức là tụi con mấy đứa rồi? Ba đứa rồi ạ. Ba đứa. Một thằng cu đó với hai đứa nhỏ, hai em gái nữa. Hai em gái. Wow. Vậy luôn á hả? Ủa bây giờ là hai vợ chồng đang sống ở đâu? Hiện tại là đang sống ở Hà Nội. Nhưng mà trước đây là sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, đúng rồi. Từ lúc cưới cho đến cái thời điểm mà trước khi có dịch Covid là hai vợ chồng và gia đình là sống ở Sài Gòn. Lúc đó là có được mấy bé rồi? Lúc đấy là có thêm một bé gái nữa. Vào năm 20. Rồi xong sau đó tại dịch quá cho nên mới ra Hà Nội. Đúng rồi, đợt dịch căng thẳng nhất ở Sài Gòn nhé. Rồi giờ ở ngoài luôn. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ vô đây. Ăn ngoài luôn hả con? Dạ. Rồi bây giờ vô đây rồi có mang theo ba đứa con vô ghi hình không? Dạ mang hai đứa út ạ. Anh lớn thì phải đi học, thế nên là anh lớn. Vâng. Là ở ngoài đó với ông bà. Với ông bà nội, ông bà nội. Tức là tụi con ở chung với ông bà nội hả? Dạ không ạ, tụi con ở riêng. Ở riêng nhưng mà phải tới gửi ông bà nội, đúng không? Còn hai đứa nhỏ vô đây thì đi quay vậy là gửi ông bà ngoại. Dạ đúng rồi. Tại hai bé là bám mẹ lắm, không thể rời một hôm nữa. Đúng rồi, hai bà nữ mà. Coi như có nghĩa là con cũng quề rồi, có nghĩa là thằng trai thì thân với ba, còn hai đứa gái thân với mẹ là quề rồi. Xong rồi. Không có đứa nào chạnh lòng hết, đúng không? Rồi như vậy là khi mà con quay trở lại lần thứ hai ra Hà Nội thì đến bao lâu thì các con mới đám cưới? Lần đó là tính chuyện đám cưới luôn thì sau khi xem ngày thì là vào tháng 11 ạ, bọn con mới đám cưới ạ. 3 tháng. Coi như từ lúc quen nhau, từ lúc gặp nhau cho đến lúc cưới thì chắc dọn dẹn có 4 tháng rồi đúng không? Đúng rồi. Thì mối tình này nó lâu dài đó. Lâu dài quá trời lâu. Nó chưa tới sao. Đó, nó quá trời lâu. Nó chưa rồi hai đứa lấy nhau thì trong cuộc sống đầu tiên lúc mà về ở với nhau mọi thứ nó thuận lợi không? Hay là bắt đầu lúc đó là vì thời gian nó gấp nó nhanh á, thành ra lúc đó là bắt đầu cá tính mới bộc lộ ra, ví dụ như là anh này còn hiền nữa không hay là hết hiền rồi đó. Dạ con vào cái chủ đề đó luôn đi con, có thấy vui á. Dạ, đầu năm đó khi... mình khui cái chuyện nó vui lắm á. Dạ thực ra sau khi cưới nhau thì hai vợ chồng sống rất hạnh phúc ạ, bởi vì là con nghĩ là như những đôi khác là phải có thời gian tìm hiểu vài năm, nhưng mà vợ chồng con thì lấy về mới tìm hiểu. Vẫn yêu thương nhau, lúc nào cũng đi đâu cũng nắm tay nhau và đi ngủ lúc nào cũng phải ôm nhau ngủ, rất là tình cảm. Cũng không có chuyện gì cô tin, bởi vì ba đứa liên tiếp đó, vui vẻ lắm, hai đứa liên tiếp là lúc đó là ở trong đây đúng không? Đúng rồi. Rồi coi như là đến bao lâu thì có đứa đầu tiên? Sau đấy tức là cái giai đoạn đấy là cái năm đấy cưới xong là bắt đầu vợ có tin vui luôn. Có luôn đó. Và thôi em hỏi cái đó làm gì nữa, bị lạc đề rồi. Bây giờ tiếp tục đi. Tới cái phần tật xấu đó đúng không? Đúng rồi đó. Có nghĩa là bây giờ biết là hạnh phúc rồi, nhưng mà sẽ lòi ra một số cái mà mình bị bất ngờ. Ví dụ như nãy cô hỏi đó, mới đầu là ảnh rất là hiền đúng không? Thì sau khi lấy nhau về ảnh vẫn còn hiền vậy không? hay có những cái tật gì nó lòi ra đó. Dạ, vẫn hiền ạ, vẫn rất là hiền, bây giờ vẫn hiền, luôn luôn hiền và yêu thương vợ. Bây giờ chú không tin là người đàn ông này không có một cái tật gì. Thực ra có tật xấu nhưng mà nó nhỏ lắm ạ. Thì bây giờ con cứ kể. Như là chậm chạp, làm cái việc gì cũng chậm chạp. Ví dụ đi, những cái chuyện gì mà nó cụ thể. Chuẩn bị là ra khỏi nhà thì con làm được 10 việc thì anh ấy chỉ làm xong được 1-2 việc thôi ạ. À, cái đó là bị ngược đó nha, thường là cái đó rơi vào mấy bà vợ ở đó. Mấy bà vợ bị chậm mà hay bị chậm còm len lắm. Ủa con làm gì mà chậm quá vậy? Thực ra là từ bé là hay là trong quá trình mà con tiếp xúc với nhiều người ấy, thì họ nói con là điềm đạm, thế là con cứ từ cái tính như thế thôi. Điềm đạm cho con sau đấy thì vợ con nói con chậm chạp thì con mới bắt đầu là có một cái suy nghĩ về cái điềm đạm của mình, đúng không? Một cái điềm đạm với cả chậm chạp nó giống nhau hay không? Mà bây giờ con đã tăng được cái tốc độ lên. Cũng có cải thiện đấy ạ. Có không con? Tại vì vợ con luôn luôn là đốc thúc, mà cứ vợ con vừa làm 1, 2, 3, 4 việc thì lại vừa quay sang để nhắc nhở con. Đúng rồi. Nhưng mà có bao giờ la con không? Có chứ, nhiều nữa. Hay mắng hàng ngày. Rồi chậm chạp nè. Đó. Tiếp nữa, có gì nữa? Không biết nấu ăn ạ. Không biết nấu ăn. Dạ đúng rồi ạ. Một việc cơ bản như là cắm cơm anh không biết nấu đâu ạ. Cắm cơm, nồi cơm điện cũng không biết làm. Dạ đúng rồi ạ. Sao con không dạy? Cái đó nó dễ lắm mà. Dạy thì anh ấy cứ nói là anh không biết làm. Thôi vợ làm đi, anh không biết làm đâu. Rồi chăm hai đứa con gái thì là ai chăm? Chăm hai đứa thì là chủ yếu là con ạ, bởi vì con ở nhà nhiều. Anh ấy phải đi làm đến khoảng 5-6 giờ tối mới về ạ. Như vậy là trốn việc nhà nha, chứ không phải là không biết làm đâu. Biết đó nhưng mà trốn việc cho nên mới nói là thôi vợ làm đi anh không làm. Không phải, chắc nhiều khi sợ làm nó hư đúng không? Tức là đấy, cái suy nghĩ của con là như vậy. Với cả một phần là vì là có chị gái, thế nên là từ hồi xưa thì mẹ thường là cho chị gái làm hết. Vừa làm mẹ làm vừa là chị làm, thành ra là con không có gì để làm. Và trước khi mà hai vợ chồng đến với nhau chị cũng có gặp và nói cái vấn đề đấy rồi. À, và vợ chấp nhận rồi đúng không? Chấp nhận rồi, con ỷ y cái điều đó cho nên là thôi kệ, cứ nương theo vậy luôn á. Trốn việc đó con, trốn việc không biết ăn chậm chạp, trốn việc. Ở nhà có lau nhà, quét dọn nhà cửa được không? Có ạ, có lau nhà, con thể giao việc đấy ạ. Gỡ lại, đúng chưa? Đó, bởi vì bây giờ là không có chăm con gái cho nên con gái là chỉ có theo mẹ thôi là đúng rồi, đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa không? Thực ra chỉ có thế thôi ạ. À, hồi nãy có nói là cái gì đó, ảnh tự nhận ảnh là sai lầm khi kể cho con nghe cái ngày đầu tiên mà gặp nhau mà nói về người yêu cũ á. Sai lầm đó là cái gì? Thì là anh ấy kể nhiều quá nên là thỉnh thoảng con hay lôi ra để con nhắc lại. Như vậy là tật xấu là cô này. Ồ, đúng không con? Đúng ạ. Đúng không? Nếu vậy thì con chín luôn đi con, chín luôn cái vụ đó đi con. Làm sao nè? Tức là chắc là cũng vợ con là nhớ rất dai những cái chuyện cũ như thế. Tức là từ rất lâu rồi cũng có dịp là lại lôi ra để nói để chết rồi. Làm cho cái tâm lý của chồng bị bất ổn. Hay nói những cái chuyện cũ. Một chuyện cũ nhưng mà những nữa. Đúng không? Cái chuyện mà người yêu cũ đó mà lại nhớ từng ly từng tí những cái tiểu tiết. Mà hôm ấy anh ấy lỡ đà, anh kể nhiều quá. Đúng rồi, ngồi để kể đó. Ngồi uống nước với nhau mà mấy tiếng đồng hồ. Thế mà kể không còn một cái gì. Bây giờ là nhớ không quên một chi tiết. Đúng rồi, ghi bộ nhớ hết. Rồi như vậy là cái tật đó. Có thể con quên rồi nhưng mà vợ con này vẫn nhớ dai. Tật đó là sao ta? Nhai đi nhai lại. Gọi là mình sẽ đưa vào một cái gọi là nhai đi nhai lại chuyện cũ. Đúng không? Thù dai. Đúng rồi. Đó. Nếu mà thù dai vậy thì có khi nào là thấy coi trong danh bạ điện thoại thấy ai mà có tên trùng với tên người yêu cũ là xóa không? Có luôn. Hồi mới cưới nhau, à tức là hồi đấy thực ra là yêu nhau rồi thì bắt đầu vào Facebook của con những ai tên như thế xóa hết. Không, phải xóa chứ, tại vì mình đâu có biết cái người đó là ai đúng không con? Hãy cứ tên mà vậy là phải có cái sự nghi ngờ, là liên lạc với bồ cũ, delete liền. Diệt cỏ diệt tận gốc. Chứ sao? Có đó, cô đồng quan điểm với con. Bây giờ còn không? Bây giờ ấy ạ. Bây giờ thì nếu mà ai như thế thì cũng phá, với cả con cũng biết rồi thì con cũng hạn chế không tiếp xúc với những ai tên như thế nữa. Rồi những cái gì liên quan đến người yêu cũ là cô kêu dẹp hết luôn. Ví dụ chứ sao? Thực ra là ví dụ như là nếu mà mình đi chơi những cái địa điểm nào thì hạn chế là không đi qua đấy nữa. Không đưa vợ đến. Không đến những cái điểm mà mình đã từng đi qua với cô ấy đúng không? Delete luôn. Hay là ngay cả món đồ nó liên quan cao điểm đấy, món đồ ấy, tức ý con là hồi đấy là con rất thích mô tô. Những cái xe nó giống như là một cái mà mình yêu thích, mình rất là yêu quý nó. Thì khi mà bắt đầu yêu nhau là ngay lập tức vợ con đăng bài bán luôn. Rồi cô đồng quan điểm luôn. Bán luôn. Đồng quan điểm luôn. Vì là người yêu cũ đã ngồi trên yên rồi. Đúng rồi, những cái hình ảnh nó gợi nhớ khó chịu lắm. Tôi không muốn ngồi lên cái yên của người yêu cũ. Chính xác, cô đồng ý quan điểm như vậy là không phải tật xấu mà tật đúng em ơi. Tật đúng. Có tật xấu nào nữa không? tật xấu à? Chỉ có một cái tật xấu là nhắc lại cái thù dai thôi. Thế là không nhẫn. Có một cái nữa là cũng rất là lớn đấy. Cái gì? Là tính cách vợ con hơi cảm xúc, tức là nhiều khi thay đổi như thời tiết. Và ví dụ như là đang bực một cái gì đấy thì ai đang đứng xung quanh gần là có thể là giống như giận cá chém thớt. Ôi trời ơi. Đấy. Thì giận cá chém thớt. Có khi nào mà giận con mà la mấy đứa nhỏ không? Thường xuyên. Thế nên là cái đấy là tật xấu. Nhỏ dính. Cái đấy là tật xấu. Hoặc là giận một ai đấy chẳng hạn, hoặc là vì một yếu tố nào đấy đang không vui chẳng hạn. Ví dụ như là vợ con đang không vui, con không biết, con đi làm về là chào vợ rồi con ra con hôn vợ con chẳng hạn, là con chàng con bị dính té tát. Như thế. Tự nhiên bị giăng miệng. Hồi đầu thì con không quen nhưng bây giờ thì con quen rồi. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì đây? Thì tức là hơi tiết chế lại cảm xúc một chút. Và nhận với con thì không quan trọng đâu. Với các con ấy, mấy đứa nhỏ thì nhiều khi muốn là mẹ ơi con được điểm 10 chẳng hạn, ra chỗ khác cái thứ lại mắng nó thì ảnh hưởng đến tâm lý. Đúng rồi. Ủa, nhưng mà anh không nghĩ là em cái cơn giận dữ của em lên nó như thế nào á? Tại vì anh nhìn cái ngoại hình của em á, anh thấy em rất là thùy mị và rất là hiền. Sao đang từ chú mà chuyển qua anh vậy? Lộn. Từ chú á, chú thấy con rất là hiền thục, dịu dàng. Thì những lúc mà tới cơn của vợ con á, thì nó như thế nào á? Nói chung là khủng khiếp. Trời. Vậy luôn á hả? Tức là cái cảm giác đấy là làm cho con thấy là cái lần đầu gặp ở sân bay là đúng. Tức là con bị áp vía luôn. Và ví dụ như bây giờ chẳng hạn thì là nhiều khi con bảo là nhá, mấy đứa mẹ đang tức là đang bực đấy, đang không vui đấy, cẩn thận giữ khoảng cách nha. Tốt nhất là vào phòng đi học bài đi. Rồi là bây giờ thì có nào đi xuống với ba ông ba đi mua đồ đấy, có đi cùng không? Đấy, để tránh, để ví dụ khi nào mà thấy có tín hiệu vui là bắt đầu lại quây quần lại vào vui vẻ. Tức là bây giờ cái giác quan thứ 6 của con là bắt đầu phát triển, hoạt động cực mạnh, đúng không? Cái cảm giác tốt hơn rồi. Rồi, như vậy là con chỉ mong muốn vợ con á, là điều tiết được cảm xúc của mình, đúng không? Đúng. Nhất là với các cháu thiếu niên nhi đồng đang sống trong ngôi nhà của mình. Rồi cái chuyện mà nhớ dai kia có muốn bỏ luôn không? Thực ra thì cái đấy thì đến thời điểm này là cưới nhau cũng 5 năm rồi, thì cũng tần suất xuất hiện cũng ít đi rồi. Thế nên là chắc là về sau này nữa thì vợ con sẽ quên rồi. Quên luôn. Thôi quên thôi chứ còn xóa, bà xóa hết dấu vết rồi, còn đâu để nhớ. Tên tuổi trên Facebook cũng không còn, xe mô tô cũng không còn, các địa điểm mà con đã từng đi qua là không được đặt chân tới thì làm sao mà nhớ được. Đợt đó là quyết định là vào Sài Gòn sống là cũng là vì thế, để tránh đụng mặt ngoài Hà Nội. Ví dụ như thế. Rồi còn bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con mong muốn là anh ấy biết nấu ăn ạ. Anh ấy sẽ học nấu ăn ạ. Chia sẻ với con đúng không? Đúng rồi ạ. Con chỉ mong như vậy thôi. Đợt này là con cũng đang cố gắng ấy. Tại vì là con tập gym, con có chế độ riêng. Thì trước thì vợ con phải nấu cho con, bây giờ con tự nấu cho con được rồi. Vậy được rồi. Vậy là ok rồi. Bắt đầu 1 tháng này con chia sẻ thật là như thế. Ok, giờ chị Một có điều gì muốn chia sẻ với hai vợ chồng không? Đó, sau đó là tới em có một món quà bí mật tặng cho hai vợ chồng. Vậy đó hả? Em cũng làm cho chị bất ngờ nhiều cái. Bây giờ chị Một trước đi. Trời ơi, chú Bin cũng là một kho tàng á, cần phải khám phá đó. Lâu lâu làm những cái điều mà mình cũng không ngờ được. Nhất là những cái lời chúc nha. Những cái lời chúc cho các cặp đôi á, thường là chú Bin mà chúc á là dính bầu, không biết tại sao vậy luôn. Những cái cặp hiếm muộn á, thôi được rồi tụi nó đủ rồi. Mấy đứa cần đứa con trai nữa không? Thôi tụi nó đủ rồi. Đủ rồi, đã có nếp có tẻ đầy đủ cả rồi, không cần nữa nha. Tại đầu năm em chúc cái lấy hơn. Thôi đừng. Đầu năm á, thực ra đầu năm mới này á, thì cô cũng không có cái gì mà cần phải là khuyên tụi con nhiều. Là bởi vì cô hiểu được là vợ con nhìn rất là, cô không biết cái cơn giận cỡ nào, nhưng mà nhìn con á, là cái người phụ nữ mà con đủ thông minh, đủ bản lĩnh để con có thể quán xuyến được cái gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên á, thì con lưu ý một chút đến cái mong muốn của chồng con. Đó là tiết chế về cảm xúc một chút xíu, đúng không? Để tránh cái chuyện là giống như là mình giận cá chém thớt, đúng không? Tại vì sau đây thì cái việc mà con mong muốn nhất là chồng con đã làm được phân nửa rồi. Có nghĩa là đã biết tự nấu nướng cho bản thân rồi. Sau đây sẽ là nấu nướng cho vợ và con mình ăn nữa, đúng không? Cho nên là cô chỉ chúc tụi con á là hạnh phúc và hạnh phúc. Và thật ra đó thì là ngày đầu năm thì chúng ta nên nói những gì nó yêu thương, những gì nó tốt đẹp, những gì tươi sáng để cho một năm cho nó vận với những điều mà chúng ta mong muốn. Đó, thật sự là trước tiên là chú chúc mừng con. Chúc mừng con đã tìm được một người chồng tuyệt vời, một người cha cho đứa con của mình cũng rất là hoàn hảo. Thì bên cạnh đó thì hôm nay chú cũng có một món quà đặc biệt là gửi tặng cho con. Đó chính là đó chính là một lá thơ của ba chồng con viết cho con. Con có muốn biết không? Con có muốn nghe không? Con có. Trời, có chứ. Chị cũng muốn nghe nữa nè. Đây ha. Đây là những lời tâm sự của ba chồng của con gửi đến con nha. Gửi đến dâu của ba đó hả? Đúng rồi. Chú tại vì chú là người miền Tây. Dạ. Bố con thì là người miền Bắc. Cho nên xin phép chú được đọc bằng cái giọng của miền Tây nha. Rồi dài nha con, dài nha. Rất là tình cảm nha. Con Thu Hương thương yêu, con đã làm con của bố mẹ được 4 năm. Quãng thời gian ấy đủ để con cảm nhận được tình thương yêu mà các thành viên trong gia đình ta đã dành cho nhau. Bố mẹ thương các con, quý các cháu thế nào thì con cũng đã biết. Bố mẹ không phân biệt trai, gái, dâu, rể, mà coi dâu hiền là gái, rể hiền là trai. Như quan niệm của ông bà, bố mẹ cũng yêu quý các cháu như nhau, không phân biệt cháu nội hay cháu ngoại. Thời gian hai con chung sống với nhau mới chỉ bằng 1/10 cuộc đời hôn nhân của bố mẹ. Quãng đường phía trước của các con còn dài. Bố mẹ mong các con cứ duy trì tình yêu thương, tôn trọng nhau đến tận cuối đời. Bố đã đọc được một câu: nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung, nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung dài lâu, chúng ta phải học cách hy sinh và tha thứ. Bố muốn con hãy cùng mẹ xóa đi những quan niệm cũ về nàng dâu mẹ chồng. Hãy vừa tôn trọng mẹ, vừa coi mẹ là người bạn tâm giao, để con có thể chia sẻ những buồn vui. Tất nhiên, khoảng cách thế hệ đôi khi cũng gây ra những bất đồng nho nhỏ. Lúc đó con hãy cởi mở và lắng nghe, bởi vì người đi trước ít nhiều cũng có nhiều kinh nghiệm. Bố mẹ chúc các con sức khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Nhân đây, con hãy chuyển lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất của bố mẹ đến những người làm chương trình đã cho bố mẹ có cơ hội chia sẻ cùng con vào dịp đầu năm mới này. Trời ơi, bố tuyệt vời quá. Con có một cái lời gì với bố đi. Con nhìn vô cái máy này nè, con nói cho bố với mẹ nghe đi con. Bố mẹ ơi, con cũng không biết nói gì nữa. Con rất là cảm ơn bố mẹ đã bao dung và thông cảm cho hoàn cảnh của con, luôn yêu thương con như là con gái á. Con cũng rất là yêu thương bố và mẹ. Con cảm ơn bố mẹ đã luôn yêu thương con ạ. Con có muốn nói gì với bố không? Trai nói gì với bố? Chú đây còn rất là cảm xúc. Thực ra là bố con là người tình cảm. Con cũng khi mà con cưới vợ ấy, thì mọi cái con thấy là bố mẹ con cũng làm, và tức là cũng giúp hàn gắn, hay là dù trong hôn nhân vợ chồng như nào thì bố mẹ con luôn đứng ra để đưa ra lời khuyên và hàn gắn. Và trong quá trình bọn con về sống chung ấy, thì bố mẹ con hỗ trợ rất là nhiều, cũng đã giúp đỡ hai vợ chồng rất là nhiều. Con muốn cảm ơn bố mẹ. Rồi chú xin gửi cái lá thư này của bố con gửi cho con nha. Con cảm ơn chú ạ. Rồi xin chúc hai vợ chồng nha sẽ luôn yêu thương nhau. Mình cũng liệm đi luôn á, bởi vì á, em biết không, những người đàn ông á, mà đặc biệt nha, đàn ông miền Bắc á, ngộ lắm thực sự á. Con thấy không, mới đầu khi con đưa vợ về á, thì con nghĩ là bố bàng quan, đúng không? Chỉ có mẹ là người cái là để ý đến từng chi tiết, nhưng mà thực sự không phải vậy đâu. Tức là ông đứng ở ngoài, ông quan sát mọi thứ, và ông sẽ là người á, đứng ra để mà giống như người ta nói trám trét tất cả những cái gì mà những cái lỗ dò mà nó có, nếu có thì ông sẽ là người làm điều đó. Tức là những người đàn ông miền Bắc nó ngộ lắm, có một cái đó. Tại vì bố chị cũng như vậy, thành ra chị rất là nghe cái bức thư này thì cô muốn khóc theo luôn á. Thương quá. Thôi chúc mừng hai vợ chồng nghe. Hai vợ chồng đã tìm được một hạnh phúc gần như là tuyệt đối và hoàn hảo. Và rõ ràng qua đây thì chúng ta mới hiểu được rằng hạnh phúc là lựa chọn. Các bạn chọn yêu thương thì chắc chắn các bạn đã chọn được hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn. Con xin cảm ơn.